Đòi ăn bùa đỏ á? Đòi ăn bùa đỏ ai cho? Ôi, hai cái chiêu một thôi là chết rồi. Nó ở cái tầm chất. Hai cái chiêu một rồi, có về death hà cho anh em ơi. Anh em đuổi đây, anh em cứ đánh đây, anh em đánh nhau đây. Có về death hà riêng hai thằng này cũng chấp. Thằng Zuka với thằng Nakarot chấp hai thằng luôn. Ok. Còn thằng này ở trong này. Còn thằng này không có. Ôi ôi, anh ấy ulti, anh ấy ulti. A few moments later. Xin mid anh em ơi, xin mid đi, làm trận đi mid nào, làm trận đi mid nào. Cho gấu trận đi mid đi, bắn ca hưu cho anh em xem. À, cho anh em cái giáo án mới, cái giáo án ca hưu đi mid. Cái giáo án kinh khủng. À, thằng kia nó lại pick Vera kìa. Lâu lắm rồi, không động vào em Lubu nhờ anh em nhờ. Làm trận Lubu đi anh em ơi. Làm trận Luba Lubu đi. Luba Lubu cầm gầm thét, chém mấy thằng này. Để cho anh em xem cái giáo án Lubu cầm gầm thét chém mấy ngày thở oxy. Bảo đồng thế nhờ. Cũng được mặc đồ lồ nhưng mà mua cái vị cay ấy. Đánh anh em ơi, gấu xuống ai, gấu xuống ai. Xuống gấu xuống anh em ơi. Bờ kêu liền. Ôi ông kia quay lại, thả một chiêu đi. Ôi ông kia quay lại, thả một chiêu đi. Sốc đàm vắt đấy nó không chết kìa anh em kìa. Cầm Lubu à, gầm thét mọi người biết rồi đấy. Chém mấy thằng này thở oxy liền ngay. Chơi game là toàn phải khô máu thôi. Đấy, thằng Zuka, Zuberka đang xuống rồi đấy. Đấy, thằng Zuberka đang xuống rồi đấy. Ui, đông hết. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Ôi, vãi cả trưởng 4 thằng luôn ạ. À. Nó nhà nó noi ra xong rồi chạy mất. Đập mình một cái xong chạy mất. Làm việc đê. Cái việc mà trụ còn 200 máu lao thẳng vào thôi cũng lùi. Dừng giờ nhìn thấy mình chạy cong ít liền. Ui. Cái đời ơi. Cái đời ơi.
À, thằng này lả lướt phết kìa. Đây là lướt phết. Đòi ăn bùa đỏ á? Đòi ăn bùa đỏ ai cho? Ôi, hai cái chiêu một thôi là chết rồi. Nó ở cái tập chất. Hai cái chiêu một rồi, có về death hà cho anh em ơi. Anh em đuổi đây, anh em cứ đánh đây, anh em đánh nhau đây. Có về death hà riêng hai thằng này cũng chấp. Thằng Zuka với thằng Nakrod chấp hai thằng luôn. Ok. Còn thằng này ở trong này. Còn thằng này không có. Ôi ôi, anh ấy ulti, anh ấy ulti. A few moments later. Cho gấu cái con ngọc rồng này. Gấu lên gấu chém 70 thằng cho anh em xem. Cân 70 là anh em chỉ cần đứng sau rồi. Một thằng nhá anh em, một thằng nhá. À, thằng support đó. Chạy. Giải đâu bác ơi, giải đâu bác ơi. Chạy. Thằng nào đây? Thằng nào đây, chém không phải về đâu ngay. Gấu cầm con này đấy, anh em biết rồi đấy, ai MVP rồi đấy. Gấu cầm con này mà ví dụ như kiểu mà không MVP lúc đấy nó mới gọi là kiểu chuyện lạ.